Xin chào tất cả các anh chị, chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại cùng với Ly ngày hôm nay. Xin được tự giới thiệu với cả nhà, mình là Jen Ly. Hiện tại Ly đang là học viên khóa làm chủ dòng nói chuyện cảm hứng cùng với Jenner Kim Tân. Và các anh chị có biết không ạ? Trước đây khi Ly chưa đến với khóa luyện dòng, Ly nói đôi khi bị nhân này, không tròn vần rõ chữ, bị ngòng dấu. Mà lúc đó Ly cứ ngỡ là đối với người miền Trung thì chất giọng của mình như thế này rất là ok. Và Ly cho rằng điều đó là một trong những điểm khác biệt giúp mình nổi bật. Nhưng mà sau đó trong một buổi đào tạo, Ly đã làm một form đánh giá ẩn danh. Và trong đó rất là nhiều anh chị đã đánh giá rằng là chất giọng của Ly hơi khó nghe. Thực sự lúc đó mình cảm thấy đây đúng là nỗi đau rất là lớn của Ly, và Ly phải khắc phục cho bằng được. Thế là Ly quyết tâm lao vào rèn luyện. Và thực sự khi học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện. Và đến với trainer Kim Tân, Ly biết được rằng sở dĩ chất giọng của mình kém năng lượng, hoặc là lúc được lúc không, lúc trầm lúc bổng, là bởi vì trong con người mình luôn tồn tại 6 loài độc: tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Vì vậy cho nên là năng lượng của mình bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và khi Ly hiểu được điều này thì Ly quay trở về sẽ nhìn nhận chính bản thân mình. Con người chúng ta không ai thoát khỏi cái điều này. Nhưng nếu chúng ta dám nhìn nhận, dám sửa đổi và bắt đầu từng buổi luyện dòng, từng buổi luyện tập, có thưởng, có phạt, có thiệt quân luật, có thưởng những phần thưởng xứng đáng cho những người cố gắng và nỗ lực vượt qua được chính mình, thiếu ở đâu lấp ở đó. Và cái hành trình này, thầy trò đã cùng nhau sửa từng dòng một, sửa từng câu một, sửa từng dấu một cả anh chị ạ. Và đến ngày hôm nay khi khóa học sắp kết thúc, thực sự Ly rất là biết ơn thầy. Bởi vì sao ạ? Giọng nói chính là một trong những yếu tố giúp cho bản thân mình có thể xây dựng nhân hiệu một cách hiệu quả. Và đặc biệt nếu như chúng ta không học luyện giọng thì chúng ta cứ nói bằng giọng cổ, và đặc thù công việc phải nói nhiều, thì sau một thời gian sức khỏe của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những cái bệnh liên quan đến hệ hô hấp. Và hành trình này chắc chắn chưa dừng lại, nhưng ngày hôm nay Ly xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy. Bởi vì sao ạ? Khi kiến tạo một chất giọng mới, Ly rất là vui, bởi vì Ly không phải từ bỏ chất giọng của quê hương mình, nhưng Ly được khắc phục những khuyết điểm. Và Ly nói trong một tâm thái bình thản hơn, nhẹ nhàng hơn và dễ hiểu hơn. Đây là điều mà bao nhiêu năm nay Ly hằng khao khát. Và thực sự khi cả anh chị đang mong muốn tìm cho mình một giải pháp, một người thầy để có thể giúp cho chúng ta thay đổi giọng nói, thay đổi cuộc đời và kiến tạo một con người mới, nhưng không đánh mất đi những cái giá trị cốt lõi ở bên trong, thì ngay lập tức các anh chị hãy kết nối với thầy Kim Tân các anh chị nha. Vô cùng biết ơn tất cả các anh chị, vô cùng biết ơn thầy Kim Tân, vô cùng biết ơn tất cả các anh chị học viên đã cùng đồng hành với Ly trong khóa học này. Xin gửi ngàn niềm lành bình an, sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng thành công hơn nữa đến tất cả các anh chị cũng như đến thầy và toàn thể những anh chị em ở ngoài kia đang tìm cho mình một người thầy về luyện giọng. Còn bây giờ thì Ly xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.